chào quý vị và các bạn. Tôi là Lương Minh, nhân viên tư vấn bán hàng của công ty TMT Moto Hà Nội. Nhân dịp đầu xuân năm mới Canh Tí năm 2020, tôi xin gửi lời chúc cho quý vị một năm mới sức khỏe dồi dào, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Và ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một siêu phẩm đến từ tập đoàn Tata Moto Ấn Độ. Nó chắc chắn sẽ là một chìa khóa thành công của quý vị và các bạn trong năm Canh Tí này. Đó chính là chiếc xe Tata Ultra 814 tải trọng 7 tấn. Ultra 814 là sản phẩm nhập khẩu linh kiện hoàn toàn từ tập đoàn Tata Moto Ấn Độ và ra mắt thị trường Việt Nam từ đầu năm 2019. Đây là sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng châu Âu và đã được kiểm chứng rất nhiều tour ra trên thế giới, chứng tỏ rằng Tata Moto Ấn Độ không phải ngẫu nhiên mà đứng ở top 10 các nhà sản xuất xe hàng đầu thế giới và có khả năng sở hữu các dòng xe nổi tiếng như Jaguar, Land Rover. Do đó chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng chiếc xe Tata Ultra 814 tải trọng 7 tấn sẽ đảm bảo đáp ứng đủ mọi yêu cầu của quý vị và các bạn. Sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi khám phá về chiếc xe này nhé. Như quý vị và các bạn có thể thấy, cabin của xe Tata Ultra 814 được thiết kế với kiểu dáng mới lạ và độc đáo, nhìn rất bắt mắt và vô cùng chắc chắn. Kiểu cabin của xe Tata Ultra 814 có tính khí động rất cao, làm giảm lực cản của không khí trong quá trình di chuyển. Nổi bật ở giữa mặt ca lăng của chiếc xe là logo Tata của tập đoàn Tata Moto, mạng chrome sáng bóng. Hệ thống đèn của xe được tích hợp luôn cùng cả hệ thống đèn pha halogen với cả đèn xi nhan làm tăng quả sáng trước mặt của chiếc xe. Hệ thống đèn của chiếc xe là hệ thống đèn halogen đời mới, có độ sáng lớn hơn 20% so với cả hệ thống đèn đời cũ. Cùng với đó, hệ thống đèn xi nhan được tích hợp ở bên cả cánh cửa phụ là cánh cửa lái, làm tăng tính an toàn cho chiếc xe. Hệ thống gương của chiếc xe được thiết kế xung quanh xe, gồm có gương ở trước mặt, hệ thống gương đôi ở hai bên và gương hông làm giảm điểm mù cho các bác tài, tăng tính an toàn cho chiếc xe. Và bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về hệ thống thân xe, khung gầm của chiếc xe. Nổi bật ở bên phía cánh cửa xe là những đường gân dập nổi cùng với logo Tata Ultra 814 làm tăng tính thẩm mỹ và độ mạnh mẽ của chiếc xe. Hệ thống lốp của chiếc xe Tata Ultra 814 là hệ thống lốp của hãng Kasumina, kích thước là 8.20R17.5, tăng tính ổn định cho chiếc xe khi đi trên những cung đường khó. Hệ thống chassis của chiếc xe Tata Ultra 814 được thiết kế với hệ thống chassis lồng suốt, được thiết kế theo công nghệ lỗ giảm chấn làm tăng tính chịu tải cho chiếc xe, tránh trường hợp bị vặn xoắn trong những cung đường khó mà khi tải nặng. Hệ thống nhíp của chiếc xe Tata Ultra 814 là hệ thống nhíp 2 tầng, với tầng trên là gồm có 7 lá, tầng dưới 7 lá, cùng với đó là cầu xe được thiết kế to, tăng tính chịu tải cho chiếc xe. Hệ thống phanh của chiếc xe Tata Ultra 814 là hệ thống phanh hơi kết hợp với cả hệ thống phanh ABS, tăng tính an toàn của chiếc xe khi di chuyển trong những cung đường khó. Hệ thống đèn hậu của chiếc xe được thiết kế gồm có đèn định vị, đèn lùi, đèn xi nhan và đèn hậu được thiết kế trên cao làm cho chiếc xe tránh được những va đập khi lùi. Hệ thống camera lùi của chiếc xe được thiết kế với góc nhìn rộng là hàm hạn chế điểm mù. Thanh cản của chiếc xe được thiết kế vô cùng to và dài, làm cho chiếc xe tránh được những dị vật khi bắn vào trong quá trình lùi, tăng tính an toàn cho chiếc xe. Thùng xe của chiếc xe Tata Ultra 814 được thiết kế với ba loại thùng, đó là thùng lửng, thùng khung 1/3 và thùng kín, với hai loại chiều dài để cho khách hàng lựa chọn, đó là chiều dài thùng 5m2 và 6m2, tương đương với hai chiều dài cơ sở là 3m9 và 4m530. Hiện tại ở đây, như chiếc xe mẫu của quý vị các bạn đang xem, đó là chiếc xe có chiều dài cơ sở là 4m530 và chiều dài thùng là 6m2, thuận tiện cho các quý vị các bạn chở những đồ ví dụ như là sắt, thép, gỗ. Thông số kỹ thuật chi tiết của chiếc thùng xe vui lòng mời các bạn tham khảo ở phía dưới đường link của chúng tôi ở phía dưới bài viết để tham khảo rõ hơn về kích thước dài, rộng, cao của chiếc thùng của xe.
Và bây giờ tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tôi vào khám phá chiếc cabin của chiếc xe Tata Ultra Tâm 14 để cảm nhận được tính tiện nghi và hiện đại của chiếc xe. Thưa quý vị và các bạn, cảm giác đầu tiên của tôi khi bước vào chiếc xe Tata Ultra Tâm 14 đó là một khoang cabin vô cùng rộng rãi và thoải mái. Ghế ngồi của chiếc xe Tata Ultra Tâm 14 là ghế hơi, làm giúp cho người lái có sự thoải mái trong những cung đường dài. Ghế là ghế bọc da, vô cùng thoải mái, có khả năng điều chỉnh theo cân nặng và chiều cao của người lái. Cần số của chiếc xe Tata Ultra Tâm 14 được thiết kế gắn liền với cả mặt táp lô, làm tăng sự rộng rãi trong khoang cabin. Vô lăng lái của chiếc xe Tata Ultra Tâm 14 là vô lăng thiết kế 4 chấu, làm tăng tính thẩm mỹ và có trợ lực điện giúp cho chiếc xe vô cùng thuận tiện và nhẹ nhàng trong quá trình di chuyển. Khoang cabin của chiếc xe Tata Ultra Tâm 14 được thiết kế với 3 chỗ ngồi, được thiết kế bọc da toàn bộ, có những lỗ nhỏ li ti ở trên mặt ghế giúp thoáng khí, tăng sự thoải mái trong quá trình di chuyển. Đây là hệ thống phanh hơi của chiếc xe, vô cùng tiện lợi và thoải mái. Ở phía trên nóc cabin của chiếc xe là hai hộp để đồ lớn, giúp cho các bác tài có thể để được rất nhiều đồ trong những cung đường dài. Đây là hai tấm chắn nắng của chiếc xe, chắn nắng giúp dễ nhìn trong những cung đường có nắng. Ở phía giữa của trần cabin là tay nắm dành cho người thứ ba, tăng tính an toàn và tiện lợi trong quá trình di chuyển. Mặt táp lô ốp giả vân gỗ rất bắt mắt. Đặc biệt, Tata đã trang bị cho Ultra 814 màn hình LCD sắc nét kết hợp với cả camera lùi. Các nút cơ bản như chỉnh điều hòa hai chiều, chỉnh hướng gió, tốc độ gió và nút phanh ABS thiết kế hiện đại theo phong cách châu Âu, thuận tiện cho người lái. Tata đã lắng nghe người tiêu dùng và thiết kế nút bật mát ngay trong cabin. Vị trí để nước và để đồ rộng rãi, thuận tiện cho một hành trình dài. Như vậy, qua video clip này, tôi cùng với quý vị và các bạn đã cùng trải nghiệm thực tế đối với dòng xe chiếc xe tải Tata Ultra 814 tải trọng 7 tấn đến từ tập đoàn Tata Motor Ấn Độ. Hy vọng rằng qua video clip này, quý vị và các bạn cũng đã đưa ra cho mình được những nhận xét và những đánh giá và sự đầu tư trong tương lai. Đừng quên like và share, subscribe kênh của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.